Ngày xưa, bên bờ đại dương xanh, có một ông lão đánh cá già dợ. Sống trong một túp lều nhỏ, ông lão đánh cá hàng ngày ra bờ biển câu cá. Ông ta rất hài lòng với cuộc sống này. Nhưng người vợ dường như không hài lòng như ông. Ôi, nhìn túp lều rách rưới này đi. Ẩm mốc, bùn nhão khắp nơi. Tôi đã chán dọn dẹp nó lắm rồi đấy. Ông lão đánh cá rất yêu vợ mình. Nhưng bất kể ông ấy có làm gì cũng không thể khiến bà vui vẻ. Nếu ông ấy đem cá về, bà lại muốn cua. Nếu ông ấy hái táo, bà ấy lại thèm lê. Một ngày nọ, ông lão đánh cá lại đi câu như thường lệ. Ông ấy tung cần câu xuống biển và bắt đầu chờ. Vài tiếng sau, miếng phao của cần câu bắt đầu giật giật. Ồ, cá cắn câu rồi. Nhưng, ôi, chắc là một con cá vừa to vừa cứng đầu. Người ngư dân kéo mãi và vô cùng bất ngờ khi thấy một con cá bơn ở phía bên kia đầu dây. Nhưng con cá màu vàng và mình nó sáng lấp lánh. Cuối cùng ông đã bắt được ta, phải không lão ngư dân? Hả? Ngươi vừa nói chuyện với ta sao? Hoặc là mình điên rồi? Ông nghe đúng rồi đó, lão ngư dân. Nhưng nghe đây, ta không giống như những con cá khác. Ta thực ra là một hoàng tử bị dính lời quyền. Không thể tin được. Thả ta ra đi lão, đừng có giết ta. Hoặc là ngươi cứ ước một điều đi, ta sẽ biến nó thành hiện thực bởi vì ông đã cứu ta mà. Không, không cần. Ta chưa thấy một con cá biết nói trước đây. Tất nhiên ta sẽ thả ngươi ra. Đi đi, quay về với biển cả đi. Ông lão đánh cá quay về nhà với sự hào hứng. Ông không bắt được con cá nào hay sao hả? Ít nhất thì ông cũng có thể hái về một ít hoa quả chứ. Không, vợ à. Hôm nay tôi câu được một con cá nhưng... Nhân gì? Nhưng con cá biết nói. Nó bảo tôi thực ra nó là hoàng tử. Cái gì? Rồi chuyện gì xảy ra? Rồi nó bảo tôi ước một điều đi. Nhưng lúc đó tôi sốc quá, rồi tôi ngay lập tức thả nó xuống dưới biển. Thế là ông câu được một con cá thần, rồi ông thả nó đi sao? Mà không thèm ước gì hả? Tôi không thể tin được ông. Ông đã cứu mạng nó. Ông có thể ước một điều ước mà, như một ngôi nhà. Đi câu lại con cá đó mau và ước một căn nhà mới để tôi hạnh phúc đi. Người nông dân không thể từ chối yêu cầu của vợ mình, lặng lẽ quay lại bờ biển. Hoàng tử cá, cá thần, ta chỉ muốn ước một điều thôi. Hãy đến giúp ta đi. Tiếp tóc, tiếp tóc. Con cá nhảy lên khỏi mặt nước. Nói cho tôi biết đi, ông ước gì vậy ông lão? Vợ tôi không hề vui. Bà ấy không muốn sống ở túp liều. Bà ấy muốn một căn nhà đẹp. Về nhà đi ông lão à. Vợ ông đã có một căn nhà đẹp rồi. Ông lão đánh cá chạy về và thấy vợ ông đang đứng trước một căn nhà xinh đẹp. Bên trong căn nhà đầy đủ tiện nghi nội thất, mọi thứ đẹp không tì vết. Ôi chồng ơi, chúng ta sẽ không phải sống trong một túp lều nữa, mà được sống trong một căn nhà đẹp và mọi thứ sạch sẽ vô cùng. Đúng vậy vợ à, từ nay về sau chúng ta sẽ sống hạnh phúc trong căn nhà này phải không? Có chúa mới biết trước được. Tối hôm đó, vợ của ông lão đánh cá không ngủ được. Ngày sáng hôm sau, mụ ta có một đòi hỏi mới với người chồng ngay trên bàn ăn. Chồng à, ngôi nhà này quá là nhỏ với chúng ta. Tôi muốn một căn nhà to hơn, thậm chí là một lâu đài. Cái gì cơ? Tôi muốn trở thành nữ hoàng, ông có hiểu không? Đi tìm và nói với con cá vàng đi. Ông lão đánh cá đi đến bờ biển, ngổn ngang suy nghĩ trong đầu. Hoàng tử cá, ta chỉ muốn một điều ước mà thôi. Hãy đến biến nó thành hiện thực. Tiếp tốt, tiếp tốt. Mụ vợ ta vẫn chưa hài lòng. Tại sao vậy ông lão?
Mụ ta muốn một tòa lâu đài. Về nhà đi ông lão, mụ vợ ông đang ở trong tòa lâu đài rồi. Khi ông lão quay trở về, ông ấy trông thấy một cung điện lớn nơi căn nhà trước kia. Và vợ ông đang ngồi trên một chiếc ngai vàng rất to ở sảnh lâu đài. Vợ yêu, bà đã thực sự trở thành nữ hoàng rồi. Đúng thế. Thế bà đã đủ vui chưa? Chưa. Tôi muốn trở thành hoàng hậu, không phải nữ hoàng. Cái gì cơ? Một con cá không thể biến bà trở thành hoàng hậu được, bà hiểu không? Hãy để cá vàng quyết định chuyện đó. Đi đi, đi thôi. Đi bắt con cá vàng, biến tôi thành hoàng hậu. Ông lão đánh cá nhiều lại buồn rầu đến bờ biển để thỏa mãn vợ của mình. Hoàng tử cá, ta chỉ có một điều ước mà thôi. Hãy đến đây giúp ta đi nào. Thóp, thiệt thóp. Mụ vợ ta vẫn không vui. Mụ ta thật lạ. Thế lần này mụ ta muốn thứ gì nữa đây? Mụ ta muốn trở thành hoàng hậu. Về nhà đi ông lão, vợ ông giờ đã là hoàng hậu rồi. Khi ông lão đánh cá quay trở về, ông ấy dường như không tin vào mắt mình. Cái lâu đài to hơn rất nhiều lâu đài cũ. Tuy nhiên có lính gác dọc hai bên cửa. Mặt khác, giờ ông đang ngồi trên một chiếc ngai vàng lộng lẫy hơn trước, như một hoàng hậu. Ôi mình ơi, mình đã thực sự trở thành hoàng hậu rồi. Đúng thế. Thế mình đã hài lòng chưa? Tôi không biết. Chúng ta nói chuyện đó sao? Hôm nay tôi mệt rồi, đi ngủ thôi. Ông lão đánh cá và mụ vợ nằm trên một chiếc giường. Ông lão đánh cá vừa ngủ vừa cầu mong rằng mụ ta sẽ không đòi hỏi thứ gì từ cá vàng nữa. Tuy nhiên mụ vợ lại không ngủ được như thường lệ. Mụ ta lại nghĩ cả đêm xem nên đòi hỏi thêm thứ gì từ con cá vàng. Một tuần trôi qua, mụ vợ gọi ông lão đến trước mặt và ra lệnh. Chồng à, thời gian cứ thế trôi đi, và tôi lại muốn nắm giữ được chúng. Tôi muốn sống trên những ánh mây kia và điều khiển mặt trăng mặt trời. Mình nói gì cơ? Tại sao mình có thể mong muốn điều đó? Chả vẻ sự giàu có sung túc này còn chưa đủ sao? Nếu ông muốn tôi vui vẻ thì đi tìm con cá vàng đi và bảo nó thực hiện điều ước của tôi. Tôi không thể làm như thế được mình à. Hãy dừng lại đi. Ôi, thế là ông không muốn tôi vui vẻ nữa sao? Ông lão đánh cá đánh cược lần nữa để làm vợ ông vui. Ông đến bờ biển một lần nữa. Hoàng tử cá ơi, ta chỉ có một điều ước mà thôi. Hãy đến giúp ta đi nào. Thiết thóp, thiết thóp. Mụ vợ ta vẫn chưa hài lòng. Ta rất buồn khi nghe điều đó đó ông lão à. Bây giờ mụ ta muốn gì nữa? Mụ ta muốn nắm giữ được thời gian. Mụ ta muốn điều khiển mặt trời và mặt trăng. Muốn sống trong một lâu đài ở trên mây đó. Được rồi ông lão, hãy quay về nhà đi. Vợ lão đã có những gì mụ ta muốn rồi. Khi ông lão đánh cá quay về, cả vợ ông lẫn lâu đài đều không còn nữa. Khi ông nhìn ra xa, ông thấy những đám mây đang trôi dần xa. Ôi mình ơi, bà ở đâu rồi? Bà đã đi xa tôi rồi sao? Ông lão đánh cá nhanh chóng quay trở lại bờ biển và gọi con cá vàng. Hoàng tử cá ơi, ta chỉ có một điều ước. Hãy đến và biến nó thành hiện thực. Tiếp tốt, tiếp tốt. Chuyện gì đã xảy ra với vợ tôi? Ta chỉ thỏa mãn điều ước của mụ ta. Mụ ta từ bỏ tất cả mọi thứ để điều khiển thời gian trên các đám mây, nên bây giờ ông không thể thấy mụ ta, và vợ ông cũng thế. Ôi hoàng tử cá, ta đã cứu mạng ngươi, nhưng ta chưa bao giờ đòi hỏi một điều ước cho riêng mình. Ta chỉ luôn luôn ước cho vợ ta. Hãy giúp ta đem vợ ta trở lại đi mà. Ông nói đúng ông lão à. Nói đi, điều ước của ông là gì? Vợ ta mãi mãi ở bên ta, sống hạnh phúc,
Đó là điều ước của ta. Được thôi ông lão, về nhà đi. Vợ ông đã có đủ mọi thứ để hạnh phúc rồi. Ông lão quay về, lòng đầy mong đợi. Ông rất ngạc nhiên khi nhìn thấy hoàn cảnh hiện tại. Vợ ông đang ngồi chờ ông trước túp lều nhỏ như trước đây. Ôi mình ơi, tôi đã không nhận ra giá trị của những thứ tôi đã có. Tôi đã rất hạnh phúc khi được ở cùng ông trong túp lều nhỏ xinh này. Ôi mình ơi, tôi yêu mình rất là nhiều. Từ sau hôm đó, vợ của ông lão đánh cá hiểu rằng ngay cả những điều nhỏ bé nhất cũng sẽ đem lại hạnh phúc. Do đó, họ sống hạnh phúc bên nhau trong một căn nhà sạch sẽ và thức ăn ngon mỗi ngày. Ngày xưa ngày xưa, trong một ngôi nhà nhỏ ở trong rừng, có một bà mẹ dê sống vui vẻ cùng với đàn con. Những chú dê con thật xinh xắn, trông chúng như đồ chơi vậy. Mẹ dê cũng như các bà mẹ khác rất yêu các con của mình. Mẹ dê bảo vệ các con mình khỏi các loài vật hoang dã ở trong rừng. Một ngày kia, trước khi ra khỏi nhà để đi tìm thức ăn trong rừng, bà gọi các con lại bên cạnh và... Các con của mẹ, bây giờ mẹ sẽ chuẩn bị để đi vào rừng. Các con nhớ là đừng mở cửa cho ai hết nha. Con sói sẽ đến nhà của mình và ăn thịt tất cả các con đó, có nhớ chưa? Làm sao chúng con nhận ra được chó sói vậy mẹ? Giọng nói con sói thì thô lỗ, còn giọng của mẹ thì thanh và ngọt ngào. Các con có thể nhận ra giọng con sói vì giọng nói trầm và hung dữ lắm. Ngay vừa khi dê mẹ đi khỏi thì bà chợt nhớ ra một vài thứ. Bà quay trở lại với đàn con. À, còn một điều nữa, chân con sói thì đen, chân mẹ thì có màu trắng. Các con cũng có thể nhận ra bàn chân con sói. Mẹ không phải lo đâu, chúng con sẽ tự bảo vệ lẫn nhau. Mẹ cứ tin là chúng con nhé. Mẹ dê hôn lên trán các con mình, từng đứa một, rồi đi thẳng vào rừng. Con sói trông thấy đàn dê từ xa. Khi thấy mẹ dê rời khỏi nhà, nó chờ một lát. Và sau đó nó đứng trước ngôi nhà và gõ cửa. Ai đó? Ai đó? Các con ơi, hãy mở cửa cho mẹ nào. Mẹ các con đây, mẹ mang thức ăn ngon về cho các con nè. Nhưng những chú dê con nhận ra giọng nói thô lỗ của con sói ngay lập tức. Ông không phải là mẹ của chúng ta. Giọng của mẹ chúng ta thật ngọt ngào và hay hơn cơ. Ông là con sói, ông không lừa được chúng tôi đâu. Con sói rất tức giận vì nó không lừa được mấy chú dê con, nên nó đi đến một cửa hàng, mua một miếng bánh ngọt lớn và ăn vào. Bây giờ giọng nó có vẻ mềm mại hơn, nên nó quay trở lại ngôi nhà và gõ cửa lần nữa. Lúc này con sói bắt đầu nói bằng giọng nhỏ nhẹ. Các con của ta ơi, hãy mở cửa đi nào. Là mẹ của các con đây, mẹ mang thức ăn từ trong rừng về cho các con nè. Nghe giọng mềm mại của con sói, các chú dê con nghĩ rằng lần này đích thực là mẹ của chúng. Ngay khi chúng định mở cửa thì một con dê la lên. Khoan khoan, chúng ta hãy xem chân qua khe cửa xem đã. Tất nhiên là khi những chú dê con nhìn qua khe cửa, chúng thấy bàn chân màu đen của con sói, nên chúng lại hét lên và không mở cửa. Chúng tôi sẽ không mở cửa cho ông đâu. Chân mẹ chúng tôi không phải màu đen, là màu trắng cơ. Ông chính là chó sói. Nhanh như cắt, con sói rời khỏi đó. Lần này nó đến tiệm bánh. Khi người làm bánh thấy con sói ngay trước mặt, ông rất ngạc nhiên. Bây giờ tôi ăn chay rồi, nên từ nay tôi sẽ ăn bột bánh. Ông có thể cho tôi một ít bột mì được không? Con sói rời khỏi tiệm bánh với một bao bột mì. Khi nó đến gần ngôi nhà, nó mở bao ra và đổ hết chỗ bột lên chân nó. Bây giờ chân nó toàn màu trắng. Con sói gian xảo gõ cửa lần thứ ba. Các con của mẹ ơi, hãy mở cửa ra, là mẹ của các con đây. Mẹ mang thức ăn từ trong rừng về cho các con nè. Đầu tiên phải cho chúng ta xem chân để chúng tôi biết đó là mẹ chúng tôi. Con sói đưa bàn chân đầy bột mì cho đàn dê xem,
Khi những chú dê nhỏ thấy bàn chân trắng, chúng tin đó chính là mẹ chúng và mở cửa. Và chúng thấy gì đây? Con sói đứng sừng sững ngay trước mặt chúng. Những chú dê con không biết phải làm gì. Chúng bắt đầu chạy lòng vòng, la hét: "Cứu! Cứu với!" Đừng phí thời gian nữa, ta sẽ bắt tất cả chúng bay. Một con dê nhỏ chạy trốn dưới bàn, con thứ hai trốn vào giường, con thứ ba chạy vào chỗ ống khói, con thứ tư trốn vào nhà bếp, con thứ năm chui vào tủ quần áo, con thứ sáu trốn vào sau bức màn, và con thứ bảy trốn vào cái đồng hồ lớn ở trên tường. Những con sói gian xảo nhanh chân bắt từng chú dê một ở những nơi chúng trốn vào. Đến đây đừng có chạy, ta sẽ bắt tất cả chúng bay, ta nói dừng lại mà. Duy nhất một bé dê con trốn trong đồng hồ là con sói không tìm thấy được. Nó đã quá no nên không muốn tìm con dê này nữa và bước ra ngoài. Có một cái sân rộng, không cách căn nhà xa lắm. Con sói nằm dưới một gốc cây và bắt đầu ngủ và ngáy. Không lâu sau đó, mẹ dê quay trở về nhà. Khi bà thấy cửa mở toang, bà biết là có chuyện gì đó tồi tệ đã xảy ra nên bắt đầu la lên. Các con của ta! Khi bà bước vào nhà, bà thực sự rất sốc. Bàn ghế đều lộn ngược, màn thì bị xé toang, giường ngủ đều rất lộn xộn, mền gối nằm dưới sàn nhà. Mẹ dê tìm các con nhưng không tìm thấy chúng ở đâu. Bà bắt đầu gọi tên từng đứa một nhưng không có tiếng đáp lại. Cuối cùng bà gọi tên bé dê cuối cùng. Bà nghe như một âm thanh đáp lại: "Mẹ ơi, con ở trong chiếc đồng hồ của ông ngoại." Mẹ dê chạy đến bên chiếc đồng hồ của ông ngoại và bồng dê con ra khỏi đó. Dê mẹ và dê con ôm lấy nhau. Chú dê con bắt đầu kể lại câu chuyện và khóc. "Con sói cải trang thành mẹ và chúng con nghĩ đó là mẹ nên mới mở cửa ra. Sói đã ăn hết các anh của con rồi." Mẹ dê rất buồn, bà khóc thương các con của mình. Dê mẹ bước ra ngoài cùng chú dê con còn lại và bắt đầu đi về phía cái sân. Sau một lúc thì thấy con sói đang ngủ dưới gốc cây. Nó ngáy to đến nỗi những cành cây cũng phải rung lắc. Mẹ dê quan sát con sói một lúc. Bà nhận thấy trong bụng sói có gì đó đang chuyển động. "Ôi trời ơi, có thể là các con của ta ở trong bụng sói và chúng vẫn còn sống chăng?" Bà nảy ra một kế hoạch, bà quay qua nói với dê con: "Con chạy về nhà, mang ra cho mẹ cây kim, chỉ và cái kéo nhé." Trong khi dê con chạy về nhà, người mẹ dê nhặt sáu hòn đá lớn từ trên sàn. Sau một lát thì dê con quay trở lại, mang theo kim chỉ và cả cái kéo to. Mẹ dê dùng cây kéo cắt và mở bụng con sói ra. Lúc đó bà thấy một chú dê con, và sau đó lần lượt những chú dê con khác xuất hiện. Tất cả các con đều khỏe mạnh, mẹ dê vui mừng không kể xiết. Các chú dê mừng rỡ ôm lấy mẹ. "Mẹ, mẹ ơi, mẹ ơi, chúng con yêu mẹ. Chúng con yêu mẹ nhiều. Mẹ ơi, chúng con yêu mẹ. Chúng con yêu mẹ." Tất cả chúng đều rất vui mừng. "À, các con của mẹ, các con an toàn rồi." Người mẹ dê cẩn thận để những hòn đá mà bà đã nhặt được vào trong bụng con sói. Sau đó bà dùng kim và chỉ khâu bụng lại. Con sói ngủ say đến mức mà không biết chuyện gì đang xảy ra. Nó không hề cử động. Mẹ dê và những chú dê con nhanh chóng rời khỏi đó. Khi con sói thức giấc, nó đứng dậy, bụng nó rất đau. Nó cho rằng vì nó ăn quá nhiều dê con. Bởi vì bụng nó toàn đá nên nó cảm thấy khát khô cả cổ, nên nó đến bên cạnh dòng sông để uống một ít nước. Và khi nó đang đi
thì những hòn đá va vào nhau. Sao bụng của ta lại nặng nề và đầy quá vậy? Giống như cái con dê đã biến thành đá vậy nè. Nó muốn khuỵu người xuống và uống một ít nước, nhưng vì những hòn đá quá nặng, nó mất thăng bằng và rơi xuống nước. À, cứu tôi với! Cứu tôi chết đuối rồi! Sói la lớn để cầu mong được giúp đỡ, nhưng không ai thèm giúp. Cứu nó không thể cưỡng lại được sức nặng của mấy hòn đá nữa và rơi xuống dòng nước sâu. Thấy vậy, mẹ dê và đàn dê con chạy tới bên dòng sông. Con sói đã chết rồi! Yeah! Con sói đã chết! Con sói chết rồi! Yeah! Chúng nắm tay nhau và bắt đầu nhảy nhót vòng quanh. Từ đó về sau, dê mẹ và bảy chú dê con sống yên bình và hạnh phúc trong ngôi nhà chúng trong rừng sâu.